Huấn luyện viên Philippe Chaussier đã từng nói vào tháng 4 năm 2023, các cầu thủ chia sẻ với tôi là họ chỉ được đá 4 trận V-League rồi lại nghỉ một quãng dài. Tôi muốn cầu thủ được thi đấu ổn định chứ không phải 4 tháng đá 4 trận. Cùng thời gian ấy ở châu Âu, người ta có thể đá 40 trận rồi. Nhà cầm quân người Pháp nhắc đi nhắc lại vấn đề thiếu kinh nghiệm và trải nghiệm của các học trò. Tuy nhiên, những phát biểu như vậy không xuất hiện ở lần tập trung này, khi U23 Việt Nam sắp bước vào vòng loại U23 châu Á 2024. Đội U23 Việt Nam từng thất bại ở SEA Games 32 do thiếu kinh nghiệm thực chiến. Trước SEA Games 32, hệ thống giải chuyên nghiệp của Việt Nam liên tục bị gián đoạn vì hai đợt tập trung lớn của đội U20 và U23. Trong 4 tháng đầu mùa, V-League chỉ có vỏn vẹn 7 vòng, trung bình chưa được 2 vòng mỗi tháng. Trước SEA Games, các tuyển thủ chỉ được chơi 3 trận, đó là chưa kể việc đa số họ không có suất thi đấu ở câu lạc bộ. Huấn luyện viên Chaussier đã cố gắng khắc phục tình trạng thiếu hụt trải nghiệm thực tế ấy bằng các kế hoạch giao hữu. Nhưng điều này đã không đủ, U23 Việt Nam đã thất bại trước sự phục khẩu của Indonesia, nhường lại ngai vàng mà họ đã giữ suốt 4 năm. Điều này có liên quan đến việc Indonesia đã đầu tư cực lớn và tham gia các giải đấu quốc tế từ Á tới Âu suốt vài năm qua. Tuy nhiên, cảnh khác biệt đã xuất hiện, U23 Việt Nam sẽ tham gia vòng loại U23 châu Á 2024 sau một mùa giải V-League 2023 kéo dài. Nhiều cầu thủ U23 đã có những bước tiến quan trọng trong sự nghiệp của họ. Nguyễn Văn Việt trước SEA Games chưa từng được ra sân ở V-League, nhưng đến nay đã có trải nghiệm 9 trận và một vị trí chính thức tại Sông Lam, Nghệ An. Nguyễn Văn Tùng, người cũng chưa đá trận nào trước SEA Games, hiện tự tin lên tuyển với 10 lần ra sân. Các trường hợp tương tự như Vũ Tiến Long và Quất Văn Khang đang định hình một đội hình U23 mạnh mẽ hơn. Ở nhóm trên, Hồ Văn Cường, Phan Tuấn Tài, Bùi Vĩ Hào thậm chí đã dạn dày với mùa đá chính thứ hai. Tuy nhiên, tiến bộ nhất phải là Nguyễn Thái Sơn, cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League 2023 vừa kết thúc mùa giải với tấm băng đội trưởng trong trận đấu với nhà vô địch giải câu lạc bộ Công an Hà Nội. Tại giải hạng nhất, Nguyễn Thanh Nhàn đã giành danh hiệu vua phá lưới trong năm thứ hai liên tiếp. Tiếc nuối hiếm hoi của U23 Việt Nam thuộc về Lê Văn Đô, sao trẻ tới từ PVF đã chơi rất xuất sắc ở đầu mùa, có suất đá chính ở đội vô địch Công an Hà Nội. Tuy nhiên, nhiều biến động thường tầng phức tạp cùng chính sách khoán hàng công cho ngoại binh của câu lạc bộ chủ quản đã khiến Văn Đô không thể tỏa sáng ở nửa sau mùa giải. Dù vậy, tiếc nuối nhỏ ấy không che được niềm hứng khởi mới đang bao trùm U23 Việt Nam sau một mùa giải V-League rộn ràng. Gần chục cầu thủ có suất đá chính, nhiều người được ra sân thường xuyên ngay cả tại những đội mạnh như câu lạc bộ Hà Nội, Viettel hay Công an Hà Nội. So với hồi SEA Games, họ hứa hẹn sẽ tiếp thêm sự tự tin tới huấn luyện viên Chaussier. V-League 2023 mang tới tiến bộ đáng kể cho nhiều tuyển thủ U23, điển hình như Thái Sơn, người đeo băng đội trưởng cho Thanh Hóa ở tuổi 20. Chức vô địch tiếp thêm niềm tin, không phải cầu thủ U23 nào cũng được thi đấu thường xuyên ở câu lạc bộ. Tuy nhiên, những người ít ra sân ở V-League và giải hạng nhất lại có trải nghiệm khác cũng quan trọng không kém, đó là chức vô địch Đông Nam Á. Điều quan trọng là lực lượng U23 Việt Nam tại giải đấu đó và vòng loại U23 châu Á sắp tới có sự kết nối với nhau. Liên hệ đặc biệt giữa huấn luyện viên Chaussier và huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn từ thời cả hai còn ở PVF, truyền thống cộng tác của họ giúp thiết lập sự đồng thuận trong phát triển của các tài năng trẻ.